Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 8 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng lan đẹp, từ những cái dòng hàng lan thuần và những cái mặt hàng kg đáng sưu tầm nhất. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng, và mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây thì em xin phép được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn đi mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đã có nhé. Nói chung thì hôm nay bên em về rất là nhiều những dòng lan thuần, mặt hàng kg, nói chung là đủ chủng loại, những cái mặt hàng gọi là đáng sưu tầm nhất cô chú anh chị ạ. Mà giá thì phải nói là rất là yêu thương, và cũng là đang cái vào mùa ghép những cái dòng lan, rất là nhiều dòng lan vào mùa ghép rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đầu tiên ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái đô dáng hương tam bảo sắc đẹp mê ly luôn, tươi không thể nào tươi hơn luôn đấy cô chú anh chị. Nó quá là tuyệt vời như thế này này. Đó, cây không quá dài và không quá ngắn, căng mướt, bóng bẩy đẹp như thế này ạ. Giá này em xin phép được bán là 150.000 cho 1 kg nhé. Một cái lô hàng phải nói là siêu tươi, siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng dáng hương bạch nhạn. Một cái dòng hàng mà cho cô chú anh chị nào thích, yêu thích những cây lan rừng mà hoa màu trắng đây cô chú anh chị. Dáng hương bạch nhạn, một cái hương thơm ngọt ngào rất là quyến rũ luôn. Em bán bạch nhạn này với giá sẽ là 160.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và hôm nay thì em lại cập bến một cái lô dáng hương đuôi trồn mới đấy ạ. Những cái cây mà rất là vừa tầm ghép đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, đây ạ. Không quá lớn và cũng không quá bé, nói chung là cô chú anh chị về ghép trụ hay là trồng chậu thì đẹp xuất sắc luôn. 1 kg của dòng dáng hương đuôi trồn này với giá em bán là 170.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và dòng dáng hương hải yến, một cái dòng lan mà có sắc tím đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Dáng hương hải yến, những cây hải yến lá xếp rất là đẹp luôn. Và hàng này thì trước nay không dưới 150.000 cho 1 kg, hôm nay em để giá 130.000 cho 1 kg dòng hải yến nhé. Và lâu lắm rồi thì em mới về một cái lô lan tiểu hồ điệp. Dòng hoa đủ màu sắc xinh đẹp luôn, từ những cái bông hoa đỏ đến đỏ đậm, đến những bông hoa hồng nhạt và những cái bông hoa phớt hồng thôi. À, hồng và những cái bông hoa phớt hồng, nói chung là đủ màu sắc luôn đây cô chú anh chị. Nhìn ngay những cái thân lá cô chú anh chị đã thấy là nó có những cái màu sắc khác nhau rồi. Và mùa này thì lác đác vẫn còn có sót lại vài những cái cây mà nó có đang nụ ấy. Tuy nhiên thì nụ nó lớn rồi nên là vận chuyển đóng gói thì nó hỏng nụ rồi, và cũng có nhiều cây người ta ra hoa rồi nên là người ta cắt tỉa hết cô chú anh chị nhá. Và cái dòng lan này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Dòng lan tiểu hồ điệp và em sẽ bán từ 0,1 kg. Một cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm, với những cần hoa nói là tiểu nhưng mà nó những cần hoa vươn cao rất là đẹp. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái lô lan rất là tuyệt vời luôn, lô hoàng nhạn rừng, hàng cắt tỉa sạch sẽ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Nói là hàng rừng mà cái độ gãy dập của nó thì rất là ít luôn, nói chung là hàng tuyển chọn từ tầm cây chung chung rất là xinh trở lên rồi. Em bán hàng này với giá là 580.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn cô chú anh chị nhé. Đây ạ, em sẽ bán từ 0,1 kg luôn. Em sẽ cân cô chú anh chị với cái hàng sô sô này thì 0,1 kg nó sẽ được bao nhiêu này. Đó, em bốc thử một cái lô và zin xịn xịn luôn, đúng 0,1 luôn. Bốc một cái đúng 0,1 luôn. Ở đây em sẽ đếm cô chú anh chị này. Hiện tại là ở đây nó đang có 5 cây cô chú anh chị ạ. Đấy, 5 cây thì nó sẽ rơi vào 58.000, tức là em sẽ bán từ 0,1 kg. Cô chú anh chị làm một cái giò cũng rất là xinh rồi. Hoặc là nếu như cô chú anh chị mình cẩn thận hơn và muốn lấy những cái cây to, hàng rừng ở đây thì em sẽ đang có những cái phần mà em chia theo hình ở đây rồi, rất là đẹp luôn này. Em có cái hình này gọi là hình số 1 nhá. Nhạn bóc rừng luôn mà phải nói đẹp mê ly luôn, có 2 cây này. Đó, cây số 1 và cây số 2.
Đồng giá em bạn à, cái hình này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho cái cặp đôi nhạn rất là to hàng rừng. Hiếm khi ít có những cây lan hàng rừng mà nó to và đẹp như thế này lắm cô chú anh chị ạ. Tiếp theo hình số 2, hình này em cũng bán 140.000. Đấy, hình hoàng nhạn rừng nhá cô chú anh chị nhá. Bóc rừng mà rất là đẹp luôn như này này. Nói chung hàng rừng thì bao giờ nó cũng có sự chảy xước. Em bán 140.000 và hình số 3. Số 3 đây ạ, là một cái cặp đôi rất là đẹp luôn. À, cặp đôi hai cây này em xin phép được bán với 110.000 và hình tiếp theo là hình số 4 này. Đó, cây xếp đẹp không cô chú anh chị. Hàng rừng nhá, không phải hàng bóc vườn nhá. Hai cây. Hai cây này với giá 90.000 này và sang bên này đây ạ là hình số 5. Hai cây phải nói là siêu phẩm luôn ấy, hai cây hàng rừng mà siêu phẩm đẹp luôn ấy. Này. Quá đẹp ạ. Hai cây rừng này em bán với giá 160.000 và tiếp theo sẽ là hình số 6 này. 150.000 cũng là hàng rừng cho cặp đôi này và hình số 7. Hình số 7 này 120.000 cho ba cây này và hình số 8 này. Đấy, hình số 8 này ba cây này cũng là 100 này. Cô chú anh chị này, cây rất là đẹp luôn. Và sang hình số 9 ạ, 130.000 cho ba cây này. Đó, đó là cái hình hoàng nhạn cô chú anh chị nhá. Là những cái hình hoàng nhạn ạ. Và ngoài ra thì hoàng nhạn ấy, nếu mà cô chú anh chị muốn lấy, đây là những cái cây nhạn mà được nhà vườn lấy từ những cây rừng về người ta trồng thuần nhá cô chú anh chị nhá. Không khác gì những cái cây nhạn 4N luôn cô chú anh chị ạ. Phải nói nó là đẹp mê ly luôn cô chú anh chị này. Ở đây thì hiện tại em đang có một số những cái hình hoàng nhạn có chậu cây đơn và chậu cây đôi nhá. Em xin phép được giới thiệu một số hình chậu cây đôi trước này. Chậu này em gọi là cái hình số 1 đi, một cái cặp đôi gồm có hai cây, về cô chú anh chị để vào cái chậu của cô chú anh chị đi, chọn một cái chậu đẹp để vào đi là một cái giò lan đẹp rồi. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho cái chậu này cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo ạ là cái hình số nhạn thuần số 2, em gọi là hình N2 nhá. N2 là một cái cặp đôi rất là đẹp này cô chú anh chị. Đó, cặp đôi hai cây rất là đẹp. Bao nhiêu cặp lá cô chú anh chị đếm cho em. Và mấy cặp đôi này cũng là nhạn rừng nhá, cô chú anh chị nhìn thấy không khác gì nhạn 4N luôn đúng không ạ? Một cây nhạn 4N người ta bán 3 trên 300.000, 400.000. Đó, những cái cây nhạn rừng ở thuần về thuần vườn này. Nó đẹp như thế này không khác gì nhạn 4N luôn mà rẻ hơn rất là nhiều ạ. Và cái cây này là gọi là cái hình số nhạn số 2. Hình này em xin phép được bán là 140.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo là hình số 3, một cái cặp nhạn số 3 em cũng bán cái chậu này hai cây. Đó, đẹp tuyệt vời như này. Cũng là 140.000 nhá. Và hình số 4 này cũng là một cái cặp đôi gồm có hai cây. Đó, cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cái cây nhạn đơn. Đó, đẹp chưa cô chú anh chị? Đó, không kém cạnh gì một cái chậu nhạn 4N luôn. Và đây là một cái chậu một cây, chậu đơn một cây duy nhất. Giờ này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho hình số 5. Và hình số 6 này. Ôi trời ơi, cái cây này đẹp quá đi cô chú anh chị ạ. Thôi em xin phép bán cây này với giá là 90.000 đi cô chú anh chị nhá. Lá rất là to luôn. Và hình số 6 ạ. Hình số 6 này. Chậu số 6 này em xin phép được bán với giá là 65.000. Và chậu số N7 này, N7 nhá. Nhạn số 7 đấy ạ. Nhạn 7 này em xin phép được bán với giá là 75.000. Và nhạn số 8 này. Đây. Nhạn số 8, một cái chậu cũng rất là nhiều cặp mà lá. Nhạn số 8 đây là cái nhạn N8 nhá, là N8, hình N8 nhạn thuần đấy ạ. Hình này em xin phép được bán chậu này với giá cũng 75.000. Và N9 này, một cái chậu cây cũng rất là VIP luôn. Đó, nhạn hàng lá rất là to, không khác gì hàng nhạn thuần ạ. Cái chậu N9 này em xin phép được bán với giá là 90.000 cho chậu này. Và N10. Đó. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này những chậu này là đến mùa sau là ra hoa tuyệt vời luôn nhá. Nhạn số 10 em bán cái giò này với giá là 85.000. Và N11 này. N11 chậu này thì có hơi gập cái lá đuôi một xíu. Và N11 này em xin phép được bán với giá là 75.000. Mà cây rất là đẹp luôn, nó hơi gập cái đuôi này một chút thôi. Và N12 ạ. Cô chú anh chị ơi nhìn này, rất là đẹp luôn. Không khác gì nhạn 4N. N12 này em xin phép được bán với giá là 85.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cả bên này đây thì em còn có thêm cái dòng lan hài. Đây là dòng lan hài dâu xanh. Cô chú anh chị cùng em ngắm một vẻ đẹp của một số dòng lan hài. Đây ạ, đây là những cái bông lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Cái dầu giò này của em là một cái khóm rất là nhỏ thôi, mà hiện tại thì đang có hai cái bông hoa đang nở. Và ngoài ra thì còn có thêm hai cái bông này sẽ nở muộn hơn một chút xíu cô chú anh chị nhé. Đây là một cái chậu hài Helen rất là nhỏ thôi, nhỏ xinh thôi. Đó, nở hoa rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Đó, chậu này thì
Cô chú anh chị có thể mua những cây lan hài hay len này về ghép. Ở đây em đang có một số hình hài. Dòng hài thì nó phân bố rất là hẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hay len này phân bố hẹp nhưng mà dễ thuần dễ chăm mà siêu nụ luôn ạ. Ở đây thì em có phần hài số 1 đây, hay len số 1 này cô chú anh chị nhìn này. Những cái cây hài của em ấy là ở đây là hàng của nhà em trồng ấy thì nó có nụ lớn rồi, nhưng mà tuy nhiên thì những cây hài này là một cái điều rất là tuyệt vời là đang nhú nụ như này thôi, đang mèo nụ này thôi. Nên là cô chú anh chị về vẫn được thưởng thức những cái bông hoa rất là đẹp của nó mà nó sai bông vô cùng luôn nhá. Cái hình này em gọi là cái hình số phần hài số 1 ạ. Chỗ này cô chú anh chị về chắc cũng phải ghép được tầm 2 giò đúng không ạ? Em bán cái hình này với giá là 90.000 nhá, phần hài hay len số 1 ạ. Phần hài hay len số 2 cô chú anh chị này. Hài hay len số 2. Đây, chi chít là nụ luôn đây cô chú anh chị. Nụ này. Đó, cô chú anh chị nhìn này, khóm nào cũng có nụ luôn. Đây. Rất là nhiều nụ cô chú anh chị ạ. Phần hài số 2 này em cũng bán là 90.000 và phần hài số 3 này. Phần hài số 3 này em xin phép được bán với giá là 80.000 đây cô chú anh chị. Nhìn này, đó một cái khóm nhỏ nhỏ xinh xinh này có hai cái mèo nụ luôn. Dạ, đây cũng là một cái mèo nó đang lên này. Trời ơi, rất là nhiều nụ luôn cô chú anh chị ạ. Phần tiếp theo, phần số 3 này em xin phép được bán nó với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Phần 3 80.000 ạ. Phần 4 này. Phần hài số 4 là nguyên một cái rề rất là lớn này cô chú anh chị. Cái rề lớn này, cây to nhá, đẹp luôn, cũng đang có mèo nụ này. Thêm một cái rề này nữa cũng đang hai mèo nụ rất là xinh đây. Và phần này em bán với giá là 90.000 cho phần hài số 4 nhá. Phần hài số 5 đây ạ. Phần hài số 5 này rất là đẹp. Đây, một rề này đang nụ này, hai dề này và ba dề, đẹp chưa cô chú anh chị? Nụ rất là nhiều luôn. Phần này em xin phép được bán 90.000 ạ. Rồi bên này đây sẽ là dòng lan hài dâu xanh đây cô chú anh chị. Nói chung là mỗi một cái cây lan hài nó có một vẻ đẹp riêng. Hài dâu xanh em xin phép được bán với giá là 90.000 trong 1 kg thôi. Và dòng hài dâu xanh đấy cần hoa phải vươn dài cả 50 cm. Riêng cái dòng này mà lên chậu ở đây, những cái bông mang hình dáng chiếc hài và dâu xoăn tít ở hai bên cạnh rất là độc đáo đẹp, 90.000 trong 1 kg. Bên này thì em có cái dòng lan sơn thủy tiên này. Đó, cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên em xin phép được bán nó với giá là sơn thủy tiên 180.000 cho 1 kg. Và bên này thì em có 3 cái phần dáng hương đuôi sóc phần số 1 đây. Phần số 1 em xin phép được bán với giá là 45.000 cho chỗ này cô chú anh chị, làm một cái chậu quá đẹp đúng không ạ? Phần số 2 50.000 ạ. Đây, cây bóng 7 căng rất là đẹp luôn. Và phần số 3 40.000. 40.000 để cô chú anh chị có những cái giò lan dáng hương đuôi sóc rất là tuyệt vời rồi. Hoàng thảo hoàng lạp thì hiện tại bên em cũng đang có 3 phần nhá. Phần số 1 này. Phần số 1 này em xin phép được bán với giá là 50.000. Phần số 2 cũng sẽ là 50.000. Và phần số 3 này xin phép được bán với giá là 60.000 đây. Và bên này đây ạ, là một cái loại lan thuần mà phải nói là đẹp từ thân lá đến hoa. Đó là cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Hiếm khi nào mà có lô chuỗi ngọc về nó đẹp mê mẩn như thế này lắm cô chú anh chị ạ. Đây ạ, thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn. Mà hoa của nó thì đẹp một cách xuất sắc luôn, 3 màu sắc trên một bông hoa. Rất là tuyệt vời mà cực bền hoa luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, một cái lô hàng về phải nói là siêu xịn sò và siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò này tương lai sẽ cho cô chú anh chị mình những giò lan quá là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa. Thì mỗi một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này, đẹp từ thân lá đến hoa, hiện tại cây đã cứng cáp và thắt hết ngọn như này rồi. Dạo nữa thôi là chuẩn bị nhú nụ luôn đấy cô chú anh chị, cứng cáp như này là chuẩn bị nhú nụ luôn đấy. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy em xin phép được bán với giá là 170.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan hoàng thảo vôi. Một trong những cái dòng lan mà về cái độ thơm chỉ đứng sau trầm cô chú anh chị ạ. Những cái bảng hoàng thảo vôi khỏe khoắn với những cái thân dài nuột nà rất là đẹp như thế này. Giá thể bằng gỗ rất là ổn định luôn. Một bảng hoàng thảo vôi như thế này khi mà nở hoa chắc chắn là thơm nhức mũi luôn. Giá em bán là 140.000 cho một giò hoàng thảo vôi. Và bên này đây sẽ là những cái dòng lan phi điệp mà mặt hoa rất là đẹp, được nhà vườn nhân giống nhé cô chú anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là dòng giả hạc Hòa Bình cô chú anh chị biết rồi. Giả Hòa Bình nổi tiếng với hàng thân thủ dài nuột nà và hoa cực sai bông đây. Và giả hạc Hòa Bình này em xin phép được bán một chậu như vậy, rơi vào 4 thân ngắn dài. Chỉ có 70.000 trong một chậu thôi để cô chú anh chị lấy về vừa siêu tầm cây giống vừa ngắm hoa xuân nhé. Và bên này đây là dòng giả hạc Di Linh Xuân cô chú anh chị ạ. Giả hạc Di Linh Xuân toàn bộ đều là hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Đương nhiên là những cái mặt hoa phải là những cái cây hoa rất là đẹp thì người ta mới nhân giống đúng không ạ. Một cái chậu giả hạc Di Linh Xuân rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên như thế này, đảm bảo không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Xin phép em bán với giá là
À đâu? Có 80.000 cho một chậu thôi ạ. À. 80.000 cho một chậu giảng Di Linh Xuân này thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có những dòng phi điệp tím hàng rừng. Đây cũng toàn đều là cái hàng ươm ki nhá. Đều là hàng ươm ki, à không phải hàng ươm ki mà là đều là những cái hàng mặt hoa rất là đẹp. Đó. Phi điệp tím rừng này em bán một cái chậu như vậy chỉ với giá có 70.000 thôi ạ. À. Chắc chắn là đến cái mùa hoa cô chú anh chị không hề cảm thấy hối tiếc vì bỏ ra 70.000 để có một cái giỏ lan hoa rất là đẹp để mà thưởng thức đâu ạ. Bên này đây là cái dòng lan vũ nữ ạ. Những cái cây lan vũ nữ. Đây là dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng nhé cô chú anh chị nhé. Hoa này phải nói là vô cùng là thơm. Vô cùng thơm, hàng thì nụ chi chít luôn cô chú anh chị này. Đó, đẹp mê như thế này. Em bán một chậu như vậy với giá là 100.000. Hiện tại thì em đang có hàng màu trắng và màu hồng nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây dendrozaza đủ màu sắc luôn và nó sẽ cho mình hoa quanh năm. Có những bông hoa màu đậm này, những cái bông hoa phớt tím nhạt rất là xinh đẹp luôn. Đó, và một cái chậu dendrozaza như thế này là một khóm to đùng luôn em ạ cô chú anh chị ạ. Giá em bán chỉ có 25.000 cho một giò thôi ạ. Và sang bên này đây, thì em có những cây lan vũ nữ, cô chú anh chị ngắm này. Trời ơi, những cây lan vũ nữ. Đây là dòng lan vũ nữ hoàng kim nhá cô chú anh chị nhá. Cần hoa phân nhánh chi chít luôn, bông hoa họng cánh vàng sáng, họng đỏ rất là đẹp này. Và một cái giò như vậy hiện tại thì đang có một cần hoa nhưng nó đang nở rồi nhá. Hoa rất là bền luôn, em bán là 70.000 cho một chậu. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan cũng là dòng vũ nữ. Đây là cái dòng lan vũ nữ Phượng Hoàng cô chú anh chị ạ. Cái sắc hoa cam lửa, ban ngày thì sắc cam lửa nổi rất là tươi và đẹp luôn. Đó, cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là tuyệt vời. Thì một cái chậu vũ nữ cam lửa mà có hai giả hành như này, đang có nụ hoa, em bán với giá là 80.000 cho một chậu nhé, vũ nữ Phượng Hoàng ạ. Đó, tiếp sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan Thiên Nga cô chú anh chị nhé. Cái dòng Thiên Nga thì em sẽ có 3 màu sắc, 4 màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn đi ạ. Thứ nhất là dòng Thiên Nga xanh, ở bên ngoài nhìn nó là một cái xanh cốm rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Vào cái hình này thì hình như là chụp trong buổi tối nên là nó phần là hơi tối một chút cô chú anh chị ạ. Đó, Thiên Nga xanh này, Thiên Nga đỏ này và màu Thiên Nga màu nâu đốm đây cô chú anh chị nhé, đẹp chưa ạ, quá là yêu luôn, đặc sắc luôn đúng không ạ. Và dòng Thiên Nga đen, nói chung là mỗi một cái mặt bông Thiên Nga nó có một cái vẻ đẹp riêng. Ở đây thì em có 4 màu sắc để cô chú anh mình lựa chọn. Và cô chú anh chị thấy là cây này là năm thứ 3, thứ 4 hết rồi đúng không ạ. Và cây bây giờ thì đã đi vào cái giai đoạn gọi là đây, cứng cáp rồi. Và 1-2 tháng nữa thôi là sẽ cho hoa rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái cây lan vũ nữ như vậy, à cây lan Thiên Nga như vậy, hàng chuẩn mặt bông cây giống ạ. Cây đã bắt đầu là xuống lá để chuẩn bị cho hoa rồi đây cô chú anh chị, nhìn cái giả hành căng mướt rồi đúng không ạ. Với giá em bán chỉ có 60.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 240.000 để cô chú anh chị sở hữu luôn 4 màu sắc Thiên Nga. Màu đen tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí mà được rất là nhiều người săn đón. Cô chú anh chị thấy là cái dòng Thiên Nga nhiều nơi người ta bán không hề rẻ ạ. Đây ạ. Lẻ 170.000 một cây bao ship cô chú anh chị nhá. Ở đây thì ở đây hiện tại bên em đang có những cây Thiên Nga đảm bảo chuẩn cây giống cho cô chú anh chị mình với giá chỉ có 60.000 cho một cây ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cây lan hồ điệp siêu xinh luôn. Những cây hồ điệp này, hàng này về cô chú anh chị mình sẽ có thể trồng chăm để đến Tết này cô chú anh chị có một những cái bông hoa thật là đẹp để thưởng thức nhé. Và những cây hồ điệp này em chỉ bán với giá 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe luôn, đẹp như này. 70.000, à đâu, 30.000 cho một chậu chứ. 90.000 cô chú anh chị sở hữu ngay 3 cây lan hồ điệp. Và tiếp sang bên này đây ạ. Bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây hạc vĩ thiên cung lữ bố. Cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Đây cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ. Đó, hứa hẹn cho một mùa hoa xuân rực rỡ đây cô chú anh chị. Hạc vĩ thiên cung lữ bố. Mặt bông của thiên cung lữ bố đây nhá, nó không phải như hàng rừng đâu ạ. Đẹp một cách mê ly như thế này này cô chú anh chị, dễ thuần dễ chăm luôn. Một cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố này em đã đếm thử rồi và rơi ít nhất là chục thân trong một giò. Một số thân ở bên dưới gốc này đã bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn rồi đây cô chú anh chị. Cứng cáp rồi cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Đó, cô chú anh chị có thể thấy là khi mà thiên cung lữ bố nở hoa không còn một cái lá nào đúng không ạ, mà toàn là những cái bông hoa rực rỡ như thế này. Một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố đẹp tuyệt vời như vậy với giá em bán chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Và bên này đây sẽ là dòng giả hoa hồng đỏ với chậu cũng hơn chục thân đó. Và một cái chậu giả hoa hồng đỏ như vậy em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một giò.
Đó, mặt bông giả hoa hồng đỏ đây cô chú anh chị nhá. Và những cái dòng hoa mà chơi Tết có lẽ bất cứ một ai chơi lan đều muốn sở hữu, đó là dòng lan trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ. Trầm rồng đỏ hoa như trầm rừng luôn đây cô chú anh chị. Trước đây thân hơn 300.000 một thân. Như trầm rừng bông hoa cánh bầu, môi tuyết rất là đẹp luôn ạ. Mà cái đốt ngắn nên là bông hoa nó rất là to và sai chi chít hoa luôn. Trước đây một thân hơn 300.000 thì hiện tại cái chậu trầm rồng đỏ như thế này em đang giao lưu cùng cô chú anh chị với giá phải nói là siêu rẻ luôn để cô chú anh chị thưởng thức. Hoa vừa thơm, cái sắc hoa đỏ thắm như là báo hiệu một cái năm mới nhiều niềm vui và một cái sự ấm áp trong một cái đón chào một năm mới đấy ạ. Hình 39 cái chậu này em bán chỉ có 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đảm bảo không làm cô chú anh chị khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị thất vọng một chút nào luôn. Cây giống khỏe. Đó, thưởng thức mùa hoa xong rồi mình có một cái chậu lan tuyệt vời để cho năm sau. Hình tiếp theo sẽ là hình số 40 này. Cái chậu này là ba vòi hoa, à ba thân hoa. Đẹp từ từ 34 từ 35 đến 40 cm trở lên ấy cô chú anh chị. Đâu em đo thử cho cô chú anh chị nhá. Em cũng không ước lượng. Chắc tầm 40 cm trở lên trong một thân ấy cô chú anh chị. Đấy, cái giò này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo là hình số 41 ạ. Cái chậu này em cũng bán là 110.000 nhá. 110.000 để cô chú anh chị sở hữu một cái giò lan chơi Tết tuyệt vời. Cô chú anh chị này. Một nhánh nở thôi nó đã đẹp như này rồi. Đấy, một chậu như thế này thì chắc chắn là nó nở quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Hình số 42. Cái chậu này cũng là ba thân nú, chắc rơi tầm 4 trên 40 50 cm một thân hết rồi. Em bán với giá cũng 110.000 và chậu số là chậu số 43. 43 chậu này bao nhiêu thân này? 2 4 2 4 6 8 thân của chú ý chị ạ. Chậu này em xin phép bán 130.000 nhá. 8 thân ạ. Và chậu số 44 này em cũng bán 110.000, chậu này ba thân to đùng và lá xếp tăm tắp luôn. Và hình tiếp theo là hình số 45. Chậu 45 này có 5 thân nhé của chú anh chị. Em bán cũng với giá 110.000. Và chậu 46 đây ạ. À, chậu 46 này em xin phép được bán là 90.000 đi. 90.000. Và chậu 47 này. Chậu 47 em cũng bán với giá là 110.000 nhé. Và chậu 48 ạ. 48 với giá cũng 110.000. Ba thân rất là to luôn. Bây giờ cây đã đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Nên là để chắc chắn đến Tết cô chú anh chị mình được thưởng thức hoa đẹp. Bên này đây sẽ là cái dòng lan cắt le. Dòng cắt bông đại nhá. Cái bông hoa cánh hoa to đùng như hơn to hơn 10 cm luôn. Tiếc là bây giờ cái bông hoa này nó nở tàn hoa rồi. Cô chú anh chị còn có thể nhìn thấy. Cái chậu như vậy hàng thuần vườn của Việt Nam mình. Em bán với giá là 120.000 cho một chậu nhá. Và bên này là cái dòng lan cắt. Cũng là cái dòng lan cắt. Và đây là cái dòng lan cắt mini. Một cái chậu rất là sum suê như này. Em bán 90.000 cho một giò. Đây là cái dòng hoa với sắc hoa cam lửa nhá. Và ở đây ạ, bên này đây ạ, là những cái siêu phẩm ạ, những cái giò đen rô úc mắt đen siêu to khổng lồ nhá. Cái giò đen rô úc mắt đen này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 230.000 cho một giò. Cây đã đi vào giai đoạn thu ngọn hết rồi và đã lác đác là nhìn thấy bắt đầu là trồi những cái mắt nụ lên rồi cô chú anh chị ạ. Đó, với giá 230.000 cho một giò. Phi điệp vàng để cô chú anh chị về mình về thưởng thức hoa ngay đây cô chú anh chị. Một cái lô phi điệp vàng về cô chú anh chị mình tự ghép này. Cô chú anh chị nhìn này, mầm gốc này, lên đẹp chưa? Cái mùa này, như em đã nói rồi ạ, là cô chú anh chị cứ ghép cái cây lan mà đang cái mùa nụ mùa hoa là không bao giờ cô chú anh chị phải lăn tăn luôn. Một cái lô phi điệp vàng như vậy em bán với giá là 80.000, được một giò to đùng luôn. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua luôn những cái giò phi điệp vàng này về để thưởng thức hoa luôn này. Ở đây thì em đang có một số hình đây, cái giò phi điệp vàng cô chú anh chị về thưởng thức hoa luôn này. Hình này em gọi là hình 49 nhá. Cái giò này đâu là có đang có ba cái thân hoa của chú anh chị ạ, ba cái thân hoa. Em bán cái chậu này với giá là 130.000. Và hình tiếp theo là hình số 50. Hai cái thân hoa to đùng luôn cô chú anh chị ạ, hai suối hoa đẹp tuyệt vời luôn đây. Đó, thân quá đẹp luôn. Cái giò này em xin phép bán 80.000. Và giò số 51 này. 51 này em cũng xin phép được bán với giá. Giò số 51 này em bán với giá là 120.000 và 52 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Một cái bảng phi điệp vàng rất là tuyệt vời luôn ạ. Về bảng gỗ nhá. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ thưởng thức hoa thôi. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thân to đùng luôn này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị trồng thưởng thức hoa mùa này rồi và phun kích mầm là sang năm cái số thân của nó phải tăng gấp đôi chỗ này nhá. Hiện tại đây đang có đấy, khá là nhiều thân đẹp như thế này. Vài giò này em xin phép được bán với giá là 120.000 ạ. Cho giò số 52 nhá. Và giò số 53 đây.
Giò số 53 đây, cũng đang có 3 thân hoa này. Đẹp lộng lẫy luôn. Ồ, 110.000 ạ. Và sang hình 54 ạ. Là sang hình 54 nhá của chính chị nhá. Hình 54 cũng là giò 4 thân hoa. Em cũng xin phép được bán nó với giá là 110.000 của chính chị này. Quá đẹp luôn ạ. Thân mập nù quá đẹp luôn của chính chị nhá. Em có 2 cái lô hoàng thảo nghệ tâm. Mỗi một lô nghệ tâm như này em bán 30.000 cô chú ý chị ạ. Hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Hoa cực kỳ là xinh luôn, nở hoa sát Tết nhá. Bên này đây thì em có những cái cây lan rất là tuyệt vời luôn. Những cái cây đai châu Thái hàng mít rụt siêu rẻ luôn cô chú ý chị, nhanh tay sưu tầm nhá. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú ý chị này. Hình số 10, đây là một cái hình đai châu Thái nhá cô chú ý chị nhá. Thái thì cô chú ý chị biết rồi, đa màu sắc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thì em cũng cân thử rồi một cái cây đai châu Thái như vậy này. Năm trước nở hoa rất là đẹp rồi. Rơi khoảng tầm dao động trên dưới 0,4 đến 0,5 kg. Cây này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho cây châu Thái này nhá. Là hình số 10. Hình số 11 này, đây là một cái chậu gỗ cặp đôi hai cây luôn ạ. Chậu này em xin phép bán 190.000. Và hình tiếp theo là hình số 12, một cái chậu cực kỳ là xuất sắc luôn đây cô chú anh chị. Nhưng mà rất là tiếc là nó bị hơi vỡ lá do vận chuyển một chút xíu này. Cây này em xin phép được bán 150.000. Cây này thì em cân nó được gần trên 0,5 kg đấy. Và hình số 13. Số 13 đây ạ. Hình số 13 này em bán xả hàng luôn là 100.000 nhé của chị nhé. Nó bị cắt một cái lá. Và sang hình số 14 này. Cô chú anh chị nhìn ạ. Đếm cho em xem bao nhiêu cặp lá. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Cái này em xin phép cũng bán chỉ 150.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình số 15. Số 15 đây. Đẹp xuất sắc ạ. 160.000 cô chú anh chị nhá. Những cây này đến Tết là nở hoa đẹp mê luôn. Hình tiếp theo số 16, 150.000. Mít rụt, không thể nào rụt hơn luôn cô chú anh chị ạ. Những cây đai châu rụt rất là đẹp. 17 này. Cô chú anh chị ngắm cho em bao nhiêu, rất là nhiều lá đúng không ạ? Rất là nhiều cặp lá. Và một cái cây này em xin phép bán 160.000 cho hình số 16, 17 ạ. Hình số 18 chứ. Hình này bên này là số 17 rồi. Hình số 10, hình số 16. Sao lại ra hình số 18 luôn nhỉ? Hình số 19 đi đâu rồi? Cái hình này là hình 18 luôn à? Nhảy cóc à? Cái hình này là hình số 10. Cái hình này là hình số 17 chứ. Hình này hình số 17 rồi. Hình số 17 là 160.000 rồi. Hình số 18 ạ. 150.000 này. 18, 150.000. Và hình số 19 ạ. 160.000 cho hình số 19. Tiếp theo là hình 20. Hình 20 đây cô chú anh chị này. 20 này bán với giá 150.000, đẹp quá lên mê ly luôn ạ. Và hình số 21 này, 160.000, trời ơi. Quá là rụt, quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, ngoài những cây đai châu Thái, đây lá kẻ gân rất là đẹp luôn này cô chú anh chị, cái bàn lá to đùng luôn này. Hình tiếp theo là hình số 21 ạ. Cây 21 này. Cây châu 21 này em bán với giá là cặp đôi gồm có 2 cây, đó là 21 mà 22 và 23. Em bán cả cặp đôi này với giá chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ. Không phải cô chú anh chị nhé. Đây cặp đôi gồm có cây cặp đôi gồm có 2 cây, đó là cây 22 và cây 24. Em bán cặp đôi này với giá là 120.000. Và cái hình số 23 này, một cây siêu VIP đẹp luôn này, bán cây này 90.000. Và hình tiếp theo là hình 25 ạ. 170.000 cho cái hình này, có 3 cây cực kỳ là to luôn cô chú anh chị nhé. 170.000. Và hình tiếp theo là cái hình số 20, hình 26 ạ. Cặp đôi 26 này em bán là 160.000. Và bên này đây là những cái cây giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Một cái lô cáo như thế này cô chú anh chị là một cái giò rất là tuyệt vời luôn. Hình 27. Chỗ này có 7 cây cô chú anh chị nhé. 8 cây hay 7 cây ấy. Bán cái hình này với giá 100.000. Và hình tiếp theo 28 ạ. 100.000 cho cái hình này, có 5 cây rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 này. Hình này cũng là 5 cây. Đó. 2, 4, 5 cây em bán 100.000. Rồi bên này đây sẽ là những cái hình lan hài Helen. Helen ấy thì lúc nãy em giới thiệu cô chú anh chị rất là nhiều rồi. Em có những cái phần hài Helen đang nụ đẹp xuất sắc luôn, để cô chú anh chị về mình tự ghép. Dòng Helen thì dễ xuống, dễ chăm vô cùng luôn. Vẻ đẹp của dòng lan hài Helen đây.
một cái vẻ đẹp mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng đấy ạ, rất là đáng yêu luôn cô chú anh chị này. Thì ở đây em đang có những cái chậu lan hài Helen này cô chú anh chị sưu tầm đang nụ nhá. Đây. Cô chú anh chị có thể mua theo phần hoặc là mua chậu này cũng được. Hình này em gọi là hình 30. 160.000 cho chậu lan hài Helen này. Đang nụ, đang mèo rất là nhiều luôn. Đó, rất nhiều cây 160.000 nhá. Và sang hình số 31 ạ. Đang có một bông Helen nở đây. Yêu xinh quá là xinh luôn. Dòng hài Helen này độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng. Chậu này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 32. Chậu này cũng đang nụ này. Đó, chậu Helen đang nụ này em bán 150.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình số 33. Chậu Helen 33 này thì lại không thấy có nụ ở đâu nhỉ. Về cô chú ý chị trồng chăm cho năm sau vậy. Ồ có một nụ nhưng mà mình không biết bị con gì cắn đi mất chứ. Cái chậu này em bán với giá là 150.000 đi. Và chậu tiếp theo chậu 34. Đó, cũng đang có mèo, một cái mèo nụ rất là xinh em bán 150.000. Và bên này đây là một cái chậu lan hài Vân. Hài Vân Bắc cô chú anh chị nhá. Cái chậu này tổng tất cả là có 8 cây ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm vẻ đẹp của dòng lan hài Vân Bắc đây. Cây rất là to luôn. Cái giò này cô chú anh chị nào mà muốn lấy á thì gọi điện cho em nhá. Đang có 2 cái bông hoa nở và ngoài ra đang có 3 mèo nụ ở đây. Tổng cây lớn nhỏ là 8 cây cô chú anh chị. Và giá thì cũng sẽ rất là khá là cao. Và bên này đây sẽ là một cái chậu lan hài Henry. Rất là tuyệt vời, em bán chậu này 3 mèo nụ to đùng luôn, 100.000. Một cái chậu, đây là cái chậu tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc 100.000. Là chậu số 37, chậu 38. Một chậu dáng hương đuôi cáo em bán 200.000. Em thấy đây ạ, là những cây lan vũ nữ. Cô chú anh chị cùng em ngắm, nói chung là những cây lan vũ nữ. Vũ nữ sô-cô-la đây cô chú anh chị, ở bên ngoài đẹp vô cùng luôn à. Cái màu sắc đỏ sô-cô-la lưỡi trắng. Mà thơm ơi là thơm, thơm dã man luôn cô chú anh chị nhá. Rất là thơm luôn. Ở đây thì em đang có dòng lan ngọc nữ. Đó. Ngọc nữ một cái chậu lan này. Hoa tím hồng rất là đẹp. Em bán một chậu sum xuê như vậy. Chuẩn bị đến mùa hoa 100.000. Và bên này đây sẽ là những cái chậu mèo cam. Với giá em bán là 160.000 cho một giò. Bên này thì em đang có mật ong khoái nhá cô chú anh chị nhá. Cái tổ mật ong khoái này thì hôm qua nó đã về rồi ạ. Và cũng đã có một số khách lấy đi một số rồi cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em cái tổ mật ong cuối mùa nó vàng sánh và ngon xuất sắc như thế này cô chú anh chị ạ. Vàng sánh và ngon xuất sắc như thế này. Nói chung là nói là hàng nguyên sáp nhưng cái phần sáp của nó rất là ít thôi cô chú anh chị ạ. Bởi vì có những sáp nó chảy hết mật ra thì cũng không để lại đâu nhá. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Hàng phải nói là siêu chất lượng luôn ạ. Quà tặng quà biếu dùng cho gia đình. Thực sự nó là một cái món quà tuyệt vời của thiên nhiên luôn cô chú anh chị. Mật ong khoái. Cái này là không có nuôi được đâu cô chú anh chị nhá. Mà chỉ có ở trên rừng thôi. Cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Về chất lượng cũng như là giá thành. Đảm bảo cô chú anh chị mình là giá bao rẻ thị trường. Và chất lượng thì phải nói là xuất sắc nhá. Này thì em còn có thêm những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000 trong một ống, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ, dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ, atonic 12.000 trong một gói này. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, xúc phát thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 30.000 và liền da sẹo đen sẽ là 40.000 cho một lọ nhé. Và cái thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ, xúc phát thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tăng trưởng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 và cắt tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kin Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, chỉ số đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Và phân bón phân dê, cái túi này em bán dài 20 cm, em bán là 4.000 cho một túi. Và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1 kg. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000. cái sản phẩm này nó cực hoàn hảo bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa của chúng chị ạ, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu ạ, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Và bên này thì em còn có thêm cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng ăn, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán là 40.000 nhé cô chú anh chị nhé, 40.000 cho một lọ. Đó,
Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần, giảm đau cực kỳ là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ. Và ngoài ra thì em vẫn có thêm những con dao được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen, những con dao bếp của chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.